Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại với channel của Danny. Trong video clip lần này, Danny sẽ chia sẻ một số mẹo nhỏ mà các bạn có thể chụp hình beauty với hoàn toàn ánh sáng tự nhiên mà không phải sử dụng bất kỳ một cây đèn nào. Nào, chúng ta hãy bắt đầu nha. Danny đang cho người mẫu đứng ở ngoài đường. Lý do đứng ở đây là vì đằng sau lưng người mẫu là một cái tán cây có màu xanh lá cây ha. Và mình muốn trở thành một cái phong sẽ rất là hợp với cái make up của bạn người mẫu ngày hôm nay. Rồi, để xóa phong cho nên Danny sẽ sử dụng một cái ống kính có cái độ khẩu mở lớn, ở đây là ống kính 85 1.4, và Danny chỉ đóng lại ở 2.8 cho nên sẽ cho background rất là xóa phong mịn màng. Hiện tại ánh sáng mặt trời đang lặn ở phía sau, tạo lên một cái ánh sáng ven trên mặt trên phía sau của người mẫu ha, tạo lên được cái gò má đây của mẫu rất là đẹp. Tiếp theo là để phản lại một số ánh sáng thì Danny đang sử dụng một cái phản quang bạc hất là cái ánh sáng vô mặt mẫu, tạo hướng định hướng cái ánh sáng lên mặt mẫu, làm cho những cái nổi khối lên. Và cuối cùng để cho cái mắt mẫu, phần mắt mẫu sáng hơn, nổi bật hơn nữa thì Danny đã sử dụng cho mình một cái phản quang mắt đang đặt ở đây hứng lại ánh sáng, và cái phản quang này sẽ làm mắt mẫu sáng hơn, đẹp hơn. D7 Pro Studio sẽ là cái tên bạn luôn nghĩ đến đầu tiên khi cần cung cấp giải pháp, tư vấn kỹ thuật trong ánh sáng nhiếp ảnh, hay đơn giản chỉ là không gian studio cực rộng với đầy đủ các thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp đem tới kết quả cao nhất cho các shot hình của bạn. Ngoài ra, D7 Pro Studio còn là nơi thích hợp cho những buổi workshop, offline và event. Hãy theo dõi fanpage để biết thêm thông tin và những ưu đãi hấp dẫn nha. Và đương nhiên, video ngày hôm nay được quay tại D7 Pro Studio. Setup quá là đơn giản và chúng ta có thể những tấm hình beauty. Setting trên máy ở đây thì các bạn thể chụp ở chế độ A hoặc là chế độ M, tùy các bạn như thế nào. ISO Danny đang set ở ISO 400, khẩu độ là 2.8 như nói từ lúc đầu, và shutter ở 125 vì Danny muốn đảm bảo là hình mình không bị rung lắc cho nên để 125 cho nó an toàn. Vừa rồi là các mẹo nhỏ mà Danny nghĩ các bạn có thể giúp mình cho ra những tấm hình beauty với ánh sáng tự nhiên hoàn toàn không quá tốn kém. Cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ like và subscribe để theo dõi những video clip tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.